Dự kiến từ nay đến cuối tháng 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra các phiên đấu giá đất ở Ba Vì, Hà Đông, Thường Tín. Mới đây, công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia cho biết ngày 31 tháng 10 này sẽ tổ chức buổi đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, Hà Nội. Theo đó, 27 thừa đất của khu Đồng Cống và một thừa đất khu thực phẩm thôn Vân Trai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì sẽ được đưa ra đấu giá các thửa đất có diện tích từ 65 đến 121 m2 trên một thửa với giá khởi điểm từ 2,9 đến 3,1 triệu đồng trên một m2. Đây là mức giá thấp kỷ lục so với những huyện đã thông báo tổ chức đấu giá đất thời gian qua. Phiên đấu giá trên được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì. Ngày 19 tháng 10 tới đây diễn ra phiên đấu giá 27 thửa đất tại quận Hà Đông, Hà Nội. Các thửa đất được đấu giá tại quận Hà Đông có diện tích từ 47 đến 72 m2 tại khu xứ Đồng Hạ Khâu, khu Đồng Đanh, Đồng Cộng, khu Đồng Bo, Đồng Trúc, Cửa Cầu, Đồng Men, khu chùa Sau và khu Dược thuộc 3 phường gồm Phú Lương, Yên Nghĩa và Dương Nội với mức giá khởi điểm từ 22,8 đến 32,2 triệu đồng trên 1 mét vuông. Mức tiền đặt cọc mỗi lô dao động từ hơn 200 đến 400 triệu đồng. Theo kế hoạch phiên đấu giá sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng và tối thiểu qua 5 đến 11 vòng đấu bắt buộc. Ngày 21 tháng 10 dự kiến diễn ra phiên đấu giá 40 thửa đất ở thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội các thửa đất có diện tích từ 128 đến 265,2 m2 trên một thửa với giá khởi điểm 3,8 triệu đồng trên 1 m2, tổng diện tích 40 thửa đất đấu giá là 6.530 m2. Buổi đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá từng thửa đất bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng đấu tối thiểu 6 vòng và theo phương thức trả giá lên, bước giá là 3,5 triệu đồng trên 1 m2. Buổi đấu giá được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín, Hà Nội. Ngày 31 tháng 10, Ủy ban nhân dân xã Hợp Tiến tổ chức đấu giá 18 thửa đất tại hai xã Hùng Tiến, Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Các thửa đất có diện tích từ 64 đến 170 m2 trên một thửa với mức giá khởi điểm từ 2,3 đến 2,5 triệu đồng trên 1 m2. Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 14 giờ tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức. Hình thức phương thức đấu giá đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên để đảm bảo dự toán nguồn thu ngân sách năm 2024 từ các khu đất dự kiến thu nghĩa vụ tài chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố dự kiến trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố Hồ Chí Minh 22 dự án trong quý 4 năm 2024 với số tiền khoảng 25.483 tỷ đồng. Trong số các dự án dự kiến trình hội đồng thẩm định giá đất, có những dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính rất lớn như khu đất 14,8 ha tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức để thanh toán theo hợp đồng BT dự án đường song hành cao tốc Long Thành dầu dây của công ty cổ phần bất động sản Nguyên Phương với số tiền lên đến 3.500 tỷ đồng. Hai dự án khu phức hợp thông minh thủ thiêm EcoSmart do tập đoàn Lotte Hàn Quốc làm chủ đầu tư dự kiến thu về 16.000 tỷ đồng. Các dự án còn lại cũng dự kiến đem về hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Những năm qua, việc hàng trăm dự án bất động sản trên địa bàn không thể đóng tiền sử dụng đất để tiếp tục triển khai việc cấp phép xây dựng hay làm sổ hồng cho người mua nhà, điều này đã gây rất nhiều khó khăn bức xúc cho doanh nghiệp và người dân. Thành phố Hồ Chí Minh cũng chịu nhiều tổn thất khi nguồn thu ngân sách từ đất đai của thành phố bị sụt giảm. Do đó, sau khi trình 22 dự án này, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Sở Tài chính, Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Hồ Chí Minh sớm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quy chế hoạt động của hội đồng theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 làm cơ sở thẩm định giá đất với các dự án trên. Sở Xây dựng Hải Phòng vừa có thông báo về việc 636 căn nhà ở xã hội ở khu đô thị PG An Đồng huyện An Dương đã đủ điều kiện mở bán. Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng vừa có công văn gửi công ty cổ phần đầu tư và xây dựng PG đơn vị chủ đầu tư dự án thông báo về việc nhà ở xã hội hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán cho thuê, mua tại dự án khu chung cư cho người có thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng huyện An Dương. Dự án được triển khai tại lô CC2 khu đô thị PG thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, gồm 636 căn hộ nhà ở xã hội hình thành trong tương lai đã đủ điều kiện để bán cho thuê mua. Theo quyết định được phê duyệt, dự án xây dựng khu trung cư cho người có thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng, huyện An Dương được triển khai trên khu đất quy hoạch có diện tích 6.288,7m2, trong đó có một tòa nhà trung cư cao 23 tầng, gồm 2 tầng khối đế và 21 tầng khối tháp bố trí căn hộ. Phần diện tích xây dựng tầng 1, 2 khối đế là 4.656m2, diện tích xây dựng từ tầng 3 đến tầng 23 khối tháp là 2.960m2, tổng diện tích sàn công trình khoảng 72.037m2, quy mô dân số cho khoảng 2.790 người ở. Dự án được phối xây dựng vỉa hè kết hợp đường giao thông và cảnh quan sân vườn ánh sáng cây xanh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ, đề nghị thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai ở dự án khu trung cư cho người có thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng, huyện An Dương và kết quả thực tế, chủ đầu tư triển khai thi công tại hiện trường Sở Xây dựng Hải Phòng thông báo 636 căn hộ trung cư nhà ở xã hội phù hợp với quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh. Sở xây dựng Hải Phòng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện công trình theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành giá bán cho thuê mua nhà ở xã hội trên cơ sở văn bản thông báo kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện việc bán cho thuê mua theo quy định. Số liệu báo cáo về nhà ở xã hội 9 tháng năm 2024 của Bộ Xây dựng cho biết trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 619 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 561.816 căn. Trong đó, số lượng dự án hoàn thành 79 dự án với quy mô 40.679 căn, số lượng dự án đã khởi công xây dựng 128 dự án với quy mô 111.688 căn, số lượng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 412 dự án với quy mô 409.449 căn. Với số lượng căn hộ đã được khởi công, hoàn thành đến nay đã đạt khoảng 35,6% mục tiêu của đề án đặt ra đến năm 2025 là 428.000 căn. Về nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng theo nghị quyết số 33 NQCP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay ngoài 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước là BIDV Việt Tin Banh, Agribank, Vietcombank có thêm 4 ngân hàng là TPBank, VPBank, MBBank và Techcombank đã có văn bản đăng ký tham gia chương trình với số tiền đăng ký của mỗi ngân hàng là 5.000 tỷ đồng, nâng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất lên 140.000 tỷ đồng. Qua tổng hợp đến nay mới có 34 trên 63 ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản công bố 83 dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi trên cổng thông tin điện tử liên quan đến việc triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Bộ Xây dựng cũng đã tổ chức thành công các hội nghị triển khai đề án, tổ chức họp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an góp ý nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có đề nghị hai bộ này mỗi bộ thực hiện 5.000 căn hộ nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang. Bộ xây dựng cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.